से जज काबिल और देव शक्ति में एक दिन कीजिए लाए जय बोल जय के ताई जो 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 का जो हम तक पाए जी बोल जय Trọng kính cha linh giáo Maria 62, trọng kính cha linh giáo giáo xứ mẹ thằng cứu giúp, con xin được phép đại diện cho anh chị em trong Leo Maria của 62. Xin cảm ơn cha linh giáo Maria vì sự yêu thương anh chị em Leo của chúng con. Cha cho anh em chúng con hôm nay là lễ Đức Mẹ Truyền Tin, chúng con là lễ ngày lễ ACS, còn ngày đại hội tất cả chị em đều của chúng con. Hôm nay chúng con lại được tụ tập tại nơi thánh đường này và chúng con cùng nhau dâng mình cả cho Đức Mẹ, cũng như vậy cha giám cha đã nói ý nghĩa của ngày lễ dâng mình cho Đức Mẹ, còn ngày ta nói cho chúng con biết. Chúng con tất cả trong một cái năm cũ, chúng con đã điều gì, chúng con đã vì sức khỏe, vì yếu đuối, thế này thế kia, thế khác. Chúng con đã không có chú toàn bộ phận của Leo. Ở đây chúng con đã dâng mình lại cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ ban cho chúng con sức khỏe. Ban cho chúng con, để chúng con luôn luôn có cái sự hoạt động tốt đồ. Thì chúng con cũng xin cảm ơn cha, 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 xin Chúa luôn luôn ban ơn lành cho quý cha, để quý cha luôn là những người cha chăm sóc đảng chiên, trong đó có Chúa để chúng con. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị trong video bay của giáo sứ Hoàng Mai, đấy cũng là lo chú giáo hoàn thánh cũng như nước cả những xe cho chúng em, để chúng em hôm nay được tổ chức thánh lễ chúng ta